Chào các bạn. Trong video hôm nay, thở theo yêu cầu của một số bạn trên YouTube, và các bạn không biết cách sửa bo nguồn led driver nha các bạn. Các bạn yêu cầu mình hướng dẫn cách sửa chi tiết. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn thật chi tiết cái cách sửa một cái bo nguồn led driver như thế nào nha các bạn. Đây là một cái bo nguồn led driver điển hình của cái mặt của một cái đèn led ốp trần nha các bạn. Và cấu tạo, nguyên lý cấu tạo các bo nguồn led driver bên trong của đèn led bulb hoặc là led tiếp led T8 các bạn hoàn toàn tương tự giống nhau nha các bạn. Sau đây mình sẽ cái cục led driver này nó bị mất nguồn. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa bên trong và các phương pháp để mà đo đạc nha các bạn. Ở đây có 4 con ốc, các bạn mở ra cho mình. Bốn cái này 4 ốc giữ nha các bạn. Cái bo nguồn này là bo nguồn led driver của đèn led ốp trần ha. Nhưng mà cấu tạo á, nó hoàn toàn tương tự tất cả các đèn led trên thị trường dùng cho gia đình. Led ốc trần, led bulb, đèn tiếp led T8 nha, hoàn toàn là tương tự giống nhau về cấu tạo nha các bạn. Ở đây mình sẽ không hướng dẫn về lý thuyết nha các bạn, không thể nói suông, mà mình sẽ hướng dẫn cách thực hành cho các bạn. Anh em nào là thợ điện tử hoặc là anh em nào muốn nghiên cứu về led, hoặc các bạn nào muốn tìm hiểu thôi. Rồi các bạn có thể xem clip của mình nha. Phía trước đây mình đã có post một cái clip về cách sửa mạch led driver dành cho anh em kỹ thuật đó, thực hành đó. Các bạn có thể xem tham khảo nha các bạn. Cái cách đó thật là cái cách đó hướng dẫn chi tiết cho các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chỉ cho các bạn cách sửa chữa, cách đo ha. Đây là một cái bo nguồn led driver nha các bạn. Cái bo nguồn này nó bị mất nguồn nha. Đây, nó bị mất nguồn. Là nguồn, các bạn cấp nguồn vô cái ngõ vào 220 nhưng mà nó sẽ không sáng nha các bạn. Các bạn quan sát nè. Quan sát cho mình. Đây là hai dây nguồn AC nè. Nhớ bạn, hai dây AC. Nó sẽ đưa vào hai chân của con IC chỉnh lưu 4 chân nha các bạn. Đây nè, đây IC chỉnh lưu 4 chân. Cái nguồn sau chỉnh lưu á, nó sẽ từ khoảng 300 đến 310 V DC nha các bạn. Và đưa qua cái tụ lọc nguồn này, nó sẽ cái tụ này sẽ lọc cho cái điện áp ở phẳng, thực phẳng nha các bạn. Mức DC. Cái giá trị điện dung của cái tụ này là khoảng 22mA nha các bạn. 22mA 400V DC ha, 22mA, tụ 22mA nha. Các bạn quan sát á, đây nè, cái tụ này nó hơi bị phồng nha các bạn. Cái tụ này hơi bị phồng. Các bạn muốn kiểm tra, các bạn có thể tháo một chân ra, hoặc là tháo rời ra, hoặc là các bạn trực tiếp nha. Các bạn kiểm tra, cái tụ phồng này á, nó sẽ làm cho cái đèn một cái đèn nhấp nháy nha các bạn. Nó không cái tín hiệu điện hình sin AC á, nó không sau qua chỉnh lưu quá, nó không là phẳng nữa, nó sẽ nhấp nhô nên cái đèn led sẽ nhấp nháy, nó không được sáng bình thường nha các bạn. Các bạn muốn kiểm tra cái tụ này, các bạn dùng cái đồng hồ số, đồng hồ kim cho mình nha. Đây đồng hồ kim, các bạn dùng đồng hồ kim cho mình ha. Cái tụ mình, cái lời theo lời khuyên của mình á, cái tụ bị phồng á, các bạn nên thay ha, thay cái tụ á. Các bạn nhìn nè, nó hơi phồng, sở thường bình thường là nó không có cái lồi lên nha các bạn. Các bạn thay á, các bạn lưu ý cho mình cái giá trị điện dung ha, điện dung nè 22mA 400V. Cái giá trị 22mA này á là cái giá trị điện dung, còn 400V là cái mức điện áp
làm việc của nó nha các bạn. Nếu mà cái điện áp mà lớn hơn 400V là tụ này sẽ bị đánh thủng nha các bạn. Nó sẽ phù tụ, nó nổ tụ nha các bạn. Nếu các bạn quan tâm, các bạn chỉ cần quan tâm theo yếu tố. Nếu mà cái tụ này bị phù, các bạn muốn thay thay thế, các bạn quan tâm cho mình cái giá trị điện dung. À, các bạn mua cái tụ khác á, có giá trị điện dung khoảng từ 20mA trở lên nha các bạn. Và điện áp làm việc là 400V ha. Nên các bạn nên lựa chọn cái tụ này. Một số bạn hỏi cái cách lựa chọn tụ á, trong video này mình đã cũng giải thích cho các bạn nha. Để mà kiểm tra con tụ này còn sống hay chết nha các bạn, là mình kiểm tra cái mức độ nạp xả của tụ. Các bạn kiểm tra như thế nào? Đối với một số anh em á, học điện qua điện tử các bạn có biết cách kiểm tra. Còn cái này hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các anh em nào mà chưa biết và các cách kiểm tra tụ nha các bạn. Cái kiểm tra tụ cho mình á, các bạn phải, trước tiên các bạn phải tháo cái tụ này ra nha các bạn. Kiểm tra mức độ nạp xả của tụ ha. Đây, mình sẽ lấy một ví dụ. Mình sẽ lấy một cái bo nguồn led driver của đèn tiếp led T8 nha các bạn. Mình sẽ tháo cái tụ này ra ha. Mình sẽ tháo cái tụ này ra. Rồi để kiểm tra. Các bạn nhìn nha các bạn. Xả hai chân tụ ra nha các bạn. Xả cho nó chảy chì ha. Nè. Hai chân chì này gắn vào đây nha các bạn. Các bạn xả ra cho mình ha. Thấy nó nóng chảy một chút xíu là các bạn đẩy kéo xuống là ok. Rồi được rồi nha bạn các bạn. Cái kênh này mình chuyên hướng dẫn và thực hành nha các bạn, chứ không phải lý thuyết suông ha. Đây. Mình giả sử mình lấy cái một cái tụ này nha các bạn. Cái tụ mà mình lấy được trên bo nguồn led driver của cái đèn tiếp led này á là 10mm nha các bạn. Các bạn thấy không? 10mm nha. Cũng 400V nha các bạn. Trong cái bo nguồn á, các bạn phải tháo ra cho mình nha, đừng không nên để trên bo ha, tháo ra để đo cái khả năng nạp xả của tụ. Đây, các bạn dùng đồng hồ kim ha, chỉnh vào cái thang đo như 100 nha các bạn, như 100 ohm cho mình nha. Các bạn nhìn cái kim nè, nó sẽ nạp xả ha. Các bạn chập hai que đo bất kỳ đỏ đen gì không cần biết, các bạn chập nè, nó sẽ đạp nè, thấy không, nó nhích chua lên, nhích lên nó xả xuống ha. Đây nè, thấy không, các bạn thấy không, đảo quay đo liền nha các bạn. Nó về không là ok, nó về không á là khả năng nạp xả tụ là ok nha các bạn. Thấy không, các bạn có thể kim nó nhích lên, các bạn đảo lại quay đo ha, đảo lại miễn sao nó về không á là ok ha. Còn trường hợp mà nó không về không á là nó bị rỉ rò rỉ gì nha các bạn. Đây nè, kim về không nha các bạn. Còn trường hợp mà, còn một trường hợp nữa mà các bạn to cái tụ á, như tụ phù bị phù á, nó không còn khả năng xả lỏng lên, kim lên là đứng lên đúng không ạ? Nó không có xả về không ha. Đây nè. Kim nó nhích lên là nó sẽ về không nha các bạn. Đây là cách kiểm tra tụ nha các bạn. Đối với những đèn led mà bị nhấp nháy á, bị hư, bị phụ tụ nguồn á, các bạn kiểm tra mua tụ mới về ha, kiểm tra cho mình y hệt như vậy, kiểm tra khả năng nạp xả của tụ rồi thay vô là ok nha các bạn. Nó có sao không còn bị nhấp nháy nữa nha. Rồi linh kiện kế, đây là mình giới thiệu cho các bạn các thành phần trong linh kiện của cái bo nguồn led driver. Mình sẽ không nói về các con điện trở tham gia dao động nha các bạn, mà bây giờ nó có linh kiện chính. Đây là hai dây nguồn AC vô nè các bạn, nó sẽ đi vô, nó vô con IC chính lưu ha, nó sẽ ra nguồn ra 300 đến 310V DC các bạn, qua tụ lọc ha, qua tụ lọc. Ở đây là có hai con điện trở dán nha các bạn, đây là hai con điện trở dán. Cái nguồn này nguồn B cộng nha các bạn. Đây là có nguồn B cộng ha, cấp nguồn. Nó qua hai con điện trở này nè.
hai con chữ đó chỉ số lớn này mất nối tiếp với nhau ha. Mình đọc giá trị là 334 nha các bạn, hai con đi chở 334 này mất nối tiếp nhau, nó sẽ đều vì cái bo lớp bo nguồn này là bo hai lớp thôi các bạn, lớp trên lớp dưới ha. Hai con điện chở 334 đây nè các bạn, thấy không, 334 hai con điện chở mắc nối tiếp nhau ha, nó sẽ cấp nguồn cho con ấy. Cái con tụ này nè, nó sẽ là cái con tụ lọc nguồn cho con IC nguồn xung nha các bạn, là cấp sinh số 4. Cái chân số 1 á, cái chân số 1 là chân mát ha, chân 1 là chân mát, chân các bạn không quan tâm tất cả các chân mà các, còn chân 5, chân 6 á, chân 5, chân 6 nối chung với nhau các bạn, chân 7, chân, nếu mà có chân 7 nữa, chân 7, chân 8 là nối chung với nhau ha. Còn này nó sẽ bỏ trống chân 7, con IC này sẽ bỏ trống chân 7, nên mình chỉ quan tâm là chân 5, chân 6 với chân 8 thôi. Ở trong mạch này, đây á, là cái cuộn cảm nha các bạn, cuộn cảm và cuộn dây nha, chứ không phải là biến áp như giống như biến áp xung trong cái điện thoại di động thôi, nó nhái hoàn toàn, nó giống trong vẻ giống như cái biến áp xung nhưng thực tế là không phải, nó chính là cuộn dây thôi. Các bạn đo là một chân á, nó sẽ nói một chân sẽ bỏ trống, chủ yếu là hai chân chính này các bạn, hai chân chính ha, còn hai chân này chân giả, nó không có nối nhau à, chứ cuộn dây. Còn cái đây là cái tụ lọc nguồn đầu ra nha các bạn, đi ốc chỉnh lưu luôn nè, đi ốc đầu ra nha các bạn, đây nè, con này đi ốc đầu ra, còn con này là tụ lọc đầu ra nha các bạn, tụ lọc nguồn đầu ra ha, đây nè các bạn nhìn thấy không, giá trị của nó 3.3 mi 250V ha. Bên đây là có một cái con điện trở nhỏ, một cái điện trở 104 nha các bạn, mắc song song với cái nguồn chân 2, hai chân dương âm cộng trừ của cái đầu ra của cái nguồn led driver này nha. Bởi cái khi mà các bạn cầm trong chân tay cái bo để mà sửa thì các bạn sửa cái gì, các bạn chỉ dây mà cái gì, cái linh kiện ít hư nhất là cái con này nè, cuộn dây ha. Còn cái tụ á, một số tụ là nó trong quá trình hoạt động á, có thể tụ phù, nó bị phù cái tụ đầu ra hoặc tụ, nhất là cái tụ nguồn nè các bạn, nó gây ra hiện tượng đèn nó bị chớp tắt giống như đèn vũ trường á, nó không có sáng liền như đèn bình thường ha, mà nó chớp tắt. Đây là nguyên nhân cái ban nha các bạn, các bạn đánh ban á là thay cho mình cái tụ này là ok nha các bạn, nếu mà bị phù ha, hoặc là tụ này bị phù thì mình thay nha. Còn một trong hai tụ bị phù nó sẽ làm cho cái ban cái đèn của mình này nhấp nháy. Cái con trong cái bo mạch này, cái con IC nguồn xung này, cái con dễ hư nhất các bạn. Ba phần mình đã từng sửa bo nguồn led driver nhiều rồi, nhưng mà mình thấy cái con này là hư nhất. Bất cả các đèn nào, đèn led 8, đèn led bulb hoặc là led đèn led âm trần đó các bạn, mà một khi đó nó hư, cái các bạn xác định là mất điện áp nguồn, nó hư con nguồn led driver, bo nguồn led driver, là các bạn kiểm tra con này cho đầu tiên cho mình nha. Còn cái con này ít hư nha các bạn, thì nó bị chập á, nó bị chập con này nè, nó bị chập cái con IC nguồn driver nè, IC nguồn xung nè, nó sẽ làm nổ, nó chập mạch, nó làm nổ con IC chỉnh lưu này các bạn. Sau đây mình hướng dẫn cho các bạn cách đo ha, các bạn kiểm tra cho mình cái gì, đây trong mạch đó các bạn kiểm tra cho mình cái gì, kiểm tra cho mình là cái nguồn nè, cái nguồn sau chỉnh lưu nè, IC chỉnh lưu nè, có hai chân cộng trừ, đây là chân một cái nguồn B cộng nè, nguồn B cộng đây nha các bạn, cái nguồn B cộng nè, còn hai con đi hai này, hai đi chở mồi, nó sẽ cấp nguồn, nó cấp nguồn gây sụt áp á, cấp nguồn cho con IC nguồn xung này. Thì các bạn yêu cầu đầu tiên các bạn cấp nguồn AC vô ha, đo trên cái điện áp á, trên con điện chở mồi này nè, con nó đo được bao nhiêu vô, nó có phải là nguồn B cộng hay không, là khoảng 3.310 volt DC các bạn. Rồi sau đó các bạn kiểm tra cho mình cái hai cái chân chân số 1 và chân số 4 của IC là chân VCC cấp nguồn cho đây, nó có bị chập không các bạn, nó bị chập thì chắc chắn là con IC nguồn xung này bị đai, mình phải tìm một con khác. Các bạn nhìn trên lưng đó, lưng á, nhìn kỹ trên lưng nó sẽ ghi mã số á,
các bạn tra trên Google, tra trên dataset đó các bạn. Rồi các bạn, một là các bạn tìm mua, hai là các bạn tra linh kiện tương đương đó các bạn, để mà thay thế vô nha. Để thay cái linh kiện này á, có một số chỗ bán cái linh kiện dán SD, SMD các bạn lên Google các bạn search nha. Hai là các bạn ra Nhật Tảo á, có một số bạn hỏi cho mình, hỏi mình cách mua linh kiện nhé, cái mua thì thế nào. Thì một á là có hai cách, một là mình lấy cái nguồn á, đây là có mấy cái nguồn PC mà xài chưa được tương đương các bạn, thì từ cái đèn chip T8 này người ta bỏ rất nhiều, thì mình sẽ lấy cái giữ lại cái mặt led driver này, mình sẽ lấy IC, mình cái gì mình sửa cho ai á, mình có điện mà sàn qua các bạn coi giá trị tương đương nhau. Một là các bạn lấy cái nguồn từ cái đuôi đèn nè, đây là hoàn toàn là cái mặt đèn led driver của cái đèn tiếp led T8 nha các bạn. Đây các bạn tận dụng lại nha, anh em nào mà không có đơn thiếu linh kiện nha, mà các bạn khu của các bạn có cái đèn led driver, các bạn giữ lại cái bon led driver cho mình nha. Thì các bạn có thể lấy để mà sàn tụ nè, cái tụ bi phù có thể sàn, hoặc là cái IC, hoặc là mấy con như cái ít khi hư á, có cái tụ chở, hoặc là mấy con này nè các bạn. Cái con này bị chập á, nhiều khả năng nó sẽ kéo theo hai cái con bị chở mồi này bị đứt nha các bạn. Thì các bạn kiếm sau khi thay IC này vô rồi, các bạn đo lại đi chở mồi cho mình, đo coi nó bị đứt, nó bị ấy không ha, kiểm tra hai con điện chó mồi rồi mồi cho mình các bạn. Các bạn không thể đo tại vì cái giá trị đèn cao quá, các bạn đo sụt áp thôi, không đo tổng chở được, mà các bạn đo sụt áp cho mình. Vì khi cái cấp nguồn này 310 VDC nó sụt áp ở đây, các bạn đo cái chân quay sơ sơ cho mình, nó mà mất á là chứng tỏ hai con này, một trong hai con này nó bị đứt nha các bạn. Ở các bạn kiểm tra, các bạn thay thế, các bạn cái kho hàng gì á lôi ra ngoài là cái con trong cái bao nguồn nè, con nguồn của đèn T8 nhỉ, có con nào tương đương các bạn sàn qua nha. Còn các bạn không có thì các bạn ra lên Google search nha các bạn, hoặc là tìm cái chỗ nào bán linh kiện chuyên bán linh kiện dán SMD á, các bạn nhờ người ta sẽ book hàng qua bên order bên Trung Quốc đó các bạn, người ta book hàng rồi người ta sẽ gửi lại con IC cho mình nha. Mà đó mình thấy không quan trọng thôi, chủ yếu là các bạn tìm cho mình cái giữ lại cho mình cái bo nguồn led driver này, bo nguồn của cái đèn tiếp led T8 là nó sẽ có nhiều cái linh kiện IC xài tương đương các bạn. Cái nguyên nhân mà mất rồi mình sẽ phân tích cái nguyên nhân mà mất bo nguồn B cộng, nguồn B cộng 300 ohm á, là do cái con này đa phần là cái con IC nguồn xung bị chập, nó sẽ nọ làm nổ, làm đứt cháy cái con này nha các bạn. Đó mình kiểm tra ra, đây là một cái trường hợp mà nó bị chập nha các bạn, nó bị nổ mất cái con IC chính luôn này nha các bạn. Bên đây có nè, bên đây bị nổ mất luôn nha các bạn, mất IC chính luôn, nó bị cháy nổ luôn, để cho con này bị chập nha các bạn. Cái cách kiểm tra như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đo nha các bạn, đo đạt. Các bạn dùng một bộ nguồn cho mình nha. Các bạn dùng một cái dây nguyên nguồn AC cho mình. Rồi các bạn kẹp hai đầu ha. Rồi các bạn sẽ đo cho mình cái nguồn B cộng, BC, B cộng này nè. Rồi còn sống hay chết ha các bạn. Chứ nó mất á, trường hợp B cộng này bị mất á là chắc chắn con này bị hư nha các bạn. Còn giờ mà B cộng vẫn có mà đầu ra không có, rồi các bạn kiểm tra cho mình cái con IC dao động, nguồn dao động này nha các bạn. Đa phần là cái mạch dao động á, nó chết là cái chết con này nhiều nhất nha các bạn. Còn cục dây không bao giờ bị hư nha các bạn, hiếm lắm. Rồi ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đo ha. Các bạn dùng một cái dây nguồn cho mình nha, cái đầu nối nhanh nha các bạn kẹp vô mình. Dùng ổ cắm nguồn, cấp nguồn cho mình nha.
làm cái này á, khi cho các bạn lo nóng á, là mà cẩn thận nha các bạn, không thôi bị giật nha, điện nha các bạn. Nhất là khi bạn sửa á, các bạn khi mà cắm nguồn xong á, là nếu mà có nguồn 300 VDC mà cái tụ này nạp xả ok, không ok á, là nó sẽ vẫn còn lưu điện ở chỗ này các bạn. Các bạn sờ vô á, các bạn cắm nguồn vô mà các bạn giật ra liền á, ở đây vẫn tích tụ điện, các bạn sờ vô bị giật nha các bạn. Đến này rất nguy hiểm ha. Các bạn làm, nếu mà các bạn không biết đo, các bạn làm cẩn thận cho mình. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cái đo nha. Các bạn cấp nguồn vô cho mình nha. Các bạn sẽ đo trên điện áp trên hai đầu tụ coi ra bao nhiêu nha các bạn. Hai đầu tụ á chính là nguồn B cộng ha. Đây. Mình sẽ đánh dấu ha. Cái chân này B cộng nha các bạn, là chân cộng nha. Chân này chân cộng ha, chân này chân trừ nha. Rồi mình sẽ đo hai cái đầu tụ, hai chân cộng trừ này nha các bạn. Coi điện áp nó có nó còn hay mất nha các bạn. Các bạn dùng đồng hồ kim cũng được nha các bạn. Rồi mình dùng đồng hồ số ha, để cho nó dễ xem, dễ quan sát nha các bạn. Các bạn chỉnh cái thang đo 1000 VDC cho mình nha. Đây, 1000 V nha các bạn. Sau đó mình sẽ cấp nguồn. Cấp nguồn và đo điện áp trên đường áp B cộng, coi nó có hay mất, là điện áp ở trên hai đầu tụ nha các bạn. Đây. Quay đỏ và chơi chân dương nha các bạn. Cẩn thận cái nguồn này, cẩn thận nó bị giật, các bạn không được khéo nó bị giật nha các bạn. Đây nè, các bạn thấy không? Đâu mình đo được là 319 V nha các bạn. 319 V là nguồn B cộng là có ok nha các bạn. Là chứng tỏ cái con IC này là IC chỉnh lưu của các bạn, là hoạt động tốt nha. Sau đó các bạn kiểm tra cho mình cái gì? Điện áp ngõ ra. Điện áp ngõ ra nè. Cái chân giữa này á, cái chân giữa là chân dương nha các bạn. Có nhìn có lỗ bên trong nè. Cái chân ngoài, chân bìa, chân âm ha. Cái điện áp mà chúng ta mà mắc chưa có tải các bạn, nó vẫn còn cao nha các bạn. Nó tầm 100 mấy, 200 mấy á, như 100, khoảng 185 V á, các bạn sờ vô có khả năng bị giật nha các bạn. Có mức DC. Để các bạn làm cẩn thận nha. Đây nè. Mình đo điện áp nha các bạn. Đây nè, chân ngoài á, chân ngoài bìa. Ngoài bìa là chân âm ha. Chân cái lõi bên trong các bạn thấy không? Lõi bên trong dương, các bạn đo cẩn thận nha, đừng có chạm tay vô nha các bạn. Đây nè. Mình chạm vô nó không có điện áp ra nha các bạn. Cái này mất hoàn toàn điện áp ra nha, nhưng mà cái nguồn B cộng á. Cái nguồn B cộng trên đầu tụ á vẫn có nha. Các bạn thấy không? Cái nguồn B cộng vẫn có. Vậy là nguyên nhân do đâu? Nguyên nhân chính là do chết cái con IC nguồn dao động nha các bạn. Đây, để mình xả, mình tắt nguồn. Khi các bạn sửa, các bạn chú ý quan sát cái thao tác của mình nha các bạn. Và các bạn rút điện ra nha. Trong cái tụ này á, có khả năng nó còn lưu điện nha các bạn. Nên các bạn xả dùng cái que, một là cái nào cách điện á, một bút thư điện, hay là dùng cái tơ vít cũng được. Các bạn quẹt cho mình hai cái đầu này nha. Chạm hai cái đầu cộng trừ nha các bạn. Coi nó còn xả tụ không. Nhiều khi nó còn điện các bạn. Các bạn sờ vô các bạn sẽ bị giật nha. Còn nó nạp điện á, nó xả ra là nó té cái tơ lửa điện ra nha các bạn. Là xả hai chân cộng trừ là nó xả hết điện trong cái tụ nguồn này nha các bạn. Trước khi các bạn muốn sửa, các bạn xả điện hết cho mình ha, cho nó an toàn. Các bạn xả hết điện ok rồi các bạn mới thao tác này, chạm gì vô nha các bạn. Nếu còn điện là các bạn bị có thể bị giật.
sau khi kiểm tra các bạn đo được cái con nguồn ba cộng nha bạn. Cái nguồn ba cộng nó có rồi, chứng tỏ là cái con IC9 lưu này ok nha các bạn. Rồi các bạn kiểm tra cho mình, chắc chắn con này bị hư. Các bạn kiểm tra cho mình cái chân số 1, số 4 nha các bạn. Cái chấm á, các bạn nhìn rõ không? Đây là dấu chấm nè các bạn. Dấu chấm á, dấu chấm là chân số 1 nha. Từ 1 nè, đến số 1, số 2, số 3, số 4. Số 4 nha các bạn. Theo ngược chiều kim đồng hồ, các đọc số chân á các bạn, thứ tự chân của IC là chân 1, dấu chấm là chân số 1, đọc ngược chiều kim đồng hồ hết 1, 2, 3, 4. Ở trên là ở trên hai chân này nè, à, chân 5, chân 6 nói chung rồi, thấy rồi, các bạn thấy không? Chân 7 là bỏ trống nè, chân 8 có chân 8 ok ha. Các bạn không quan tâm, quan tâm đến cái khác mà các bạn quan tâm cái chân cấp nguồn cho mình, chân số 1, số 4 cho mình ha. Các bạn dùng cái đồng hồ này nha các bạn, dùng đồ các bạn chỉnh thang đo diode cho mình ha. Đây, các bạn vặn và cái thang đo diode cho mình nha. Rồi các bạn tiếp tục là các bạn kiểm tra cái chân số 1, số 4 cho mình nha. Các bạn đo thuận chiều với ngược chiều nha các bạn, đảo chiều qua đo ha. Còn nó ra gì chứ, bình thường á, IC tốt á, IC còn good á, là một chân nó sẽ ra một giá trị điện trở thấp. Đảo ngược kia chứ các bạn, đảo ngược qua đo nó sẽ ra điện trở cao hơn. Còn nếu mà trường hợp bị đứt chân á, là nó thứ nhất á có hư á, một là trường hợp bị đứt là các bạn không đo thấy điện trở, nhưng mà không đo thấy tổng trở luôn. Còn trường hợp thứ hai nó bị chập á, chập là hai cái chân số 1, chân số 1 với số 4 á, chân cấp nguồn á, nó sẽ nối thẳng vào mát nha, nối thẳng với nhau các bạn. Tổng trở rất thấp nha các bạn. Rồi các bạn cứ đo cho mình, dùng cái que các bạn chập cái chân số 1 nha, các bạn đo chân số 4, 1, 4 cho mình. Đây 544 ohm nha các bạn. Cái thứ hai để trên bo luôn nha các bạn, một để trên bo luôn. Rồi các bạn đo sơ cho mình, để trên bo đo trước tiên, xong rồi các bạn tháo khò dùng món hàng á, tháo ra, tháo IC ra rồi đo lại cho mình nè. Đo mình đo thuận nhanh, đo thứ nhất là mình đo đại đi, đo IC này khoảng 544 ohm nha các bạn, 544 ohm. Các bạn đảo ngược cái đo, quay đen á, vô chân số 4, quay đỏ vô số 1, 604 ohm. Là các bạn có thấy rõ ràng cái điện trở nó sẽ có bị rò rỉ không? Tất nhiên tai nhắn nó bị rò rỉ nha các bạn, là nó mới ra như thế này. Các bạn tin á, sau đó các bạn kiểm tra sơ bộ là các bạn tháo IC này cho mình, dùng máy khò các bạn. Đây nè, anh em là có máy khò á, khơi dùng khò nha, dùng khò tháo ra cho mình nha. Hoặc là dùng cái cách mà dùng mỏ hàng các bạn. Mình trong một cái video mình đã hướng dẫn các bạn chỉ sử dụng cái mỏ hàng này cũng được nha các bạn. Các bạn để cái mỏ hàng này nóng, các bạn úp lên đây, tất cả cái linh kiện lòi vậy á, các bạn có thể xả tháo ra trước nha các bạn, tháo ra trước mà để cho nó nóng, mà nó đặt đây là một chút xíu nữa nhiệt á, nó gia nhiệt đây là IC đó rất mà rất chì, nó sẽ chảy lên đó. Các bạn dùng cái nhíp cho mình ha, các bạn dùng nhíp á, các bạn gấp ra là ok nha các bạn. Các bạn để ngửa nha, để nó nằm rồi, các bạn để trên lưng cái mỏ hàng á là bạn lấy được rồi nha. Từ cái bo này nó mỏng các bạn, ok nha. Các bạn sau khi các bạn đo sơ bộ vậy á, các bạn sẽ khò hoặc là dùng một hàng lấy ra cho mình, lấy ra nha các bạn. Ở đây có một còn cách đo cái một số bộ tốt của các bạn,
Thì để mình tìm một cái bo tốt cho các bạn xem ha. Mình sẽ lấy một cái bo này làm demo cho các bạn nha. Đây, cái chân số 1 nha các bạn, 1, 2, 4 ha. Các bạn đo sẽ đo. Các bạn đo cho mình ha. Đo cho mình là cái chân số 1, số 4 ha. Còn nó gia trị nhiều. Tám cho 26 bô ôm nha các bạn. Rồi các bạn đảo chưa có đo lại. Cái đó nó cũng là mức tương đối phạm vi của nó nha các bạn. Còn cái đứt cái này chắc có thể xài được nha các bạn. Cái này là có thể xác định là có thể xài được thôi. Rồi các bạn phải tháo bo ra, tháo ra kiểm tra cái tổng chở ha. Đo cho so với con isotope ha. Lá đưa xài được. Còn cái con này chắc chắn bị chập nha các bạn. Cái con này iso nó bị chập tại vì cái hai cái tổng chở của nó gần sát nhau các bạn. Đây nè. Tổng chở nó gần sát nhau ha. Cái giá trị của nó hôm nãy mình đã đo rồi. Ở đây trên đây á, yêu cầu là các bạn phải tháo ISER ra nha. Giả sử mình tháo cái con ISER trong cái bo lên nguồn LED driver này ra đi. Mình sẽ để trên tay. Rồi sao chừng các bạn thấy chấm không? Đây là dấu chấm là chân số 1, 2, 4 nè các bạn. Các bạn đo cho mình ha. Các bạn cũng dùng cái thang đo diode nha các bạn. Các bạn để thang đo diode cho mình nha. Rồi các bạn cứ lấy chân 1, chân số 1 ha. Chân số 1 với chân số 4 mà chích vô. Nhưng cái này nó ra rất điện trở rất thấp nha các bạn. Nó bị rò rỉ nha các bạn. Còn trường hợp mà nó bị đứt á, đứt bị nổ á, là thông đo thông trở đi nha các bạn. Đây nè, bị rò rỉ nè. 100 mình đo được á, 137 ohm nha các bạn. Sau đó các bạn đảo một que đo. Các bạn tháo ra khỏi bò nó mới đo chính xác nha các bạn. Đây nè, cũng tương đương nha các bạn. Cái chân số 1 của các bạn đo thuận, rồi các bạn đảo một cái đo lại coi giá trị đo bao nhiêu. Đây, 137 ohm ha. Mình đo ngược lại. Cũng 137 ohm nha các bạn. Là cái con này bị rò rỉ nha các bạn. Là cái con IC nguồn dao động này nó bị xô hư nha các bạn. Nên các bạn phải thay tìm cái con IC tương đương khác mà thay vô nha các bạn. Rồi các bạn như vậy á, là các bạn mình đã hướng dẫn các bạn cách sửa một cái bo nguồn LED driver, cách đo đạt nha các bạn. Đo như thế nào thế nào, kiểm tra cái điện áp, mức điện áp làm sao ha. Rồi các bạn có thể tham khảo cái video mà cách sửa thay thế mà trong cái video mà mình hướng dẫn cách sửa thực hành sửa bo nguồn LED driver. Có gì mình để cái video cuối video này, clip này nha các bạn. Rồi các bạn có thể click vô các bạn tham khảo vô. Nó sẽ hướng dẫn các bạn cách đo đạt trực tiếp cái cách đo đạt là cách thay thế, kiểm đo kiểm tra như thế nào. Clip mình này đến đây là hết nha các bạn. Có gì các bạn có thắc mắc gì á, các bạn cứ comment dưới video ha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Rồi, chào các bạn.